Rồi, hello anh em nha. Tiếp theo clip của trưa ngày thứ tư ngày 13 tháng 12 nha anh em ơi. Hôm nay thì em vừa đi nhận một thùng gà của chị Trâm nha, ở dưới Bình Thuận gửi lên cho em đó. Khui thùng ra đầu tiên là em rất là bất ngờ nha. Không bao giờ nghĩ cái chị nữ này mà chị nuôi được gà tốt như vậy luôn á. Anh em nhìn thấy không? Nó bắp mà gà rất là đẹp luôn á. Những con này là 40 ngày nha anh em, 2 bầy 16 con tất cả. Em thấy thì tương đối là trống nhiều đó. Ha. Đẹp quá trời luôn á. Đó, anh em gia công xem con này mà rút kinh nghiệm nha. Chị nuôi tốt cực kỳ luôn á, nữ đó anh em. Rồi, giá vẫn để như cũ nha. 300 một em nha anh em ơi. Nhìn gà đã quá trời luôn anh em ơi. Đẹp. Chị độ về là tương đối là rất là đạt rồi đó. Em mới nhắn chị là sau này mà có gửi cho em gửi lên gà 3 tháng chắc là anh em không còn chỗ nào để chê luôn á. Nhìn đã quá trời luôn ha. Bản thân em bất ngờ đó anh em ơi. Mở thùng ra mà thấy gà đẹp như vậy là quá bất ngờ luôn. Hy vọng sang năm gặp được nhiều chị chịu chơi như vậy ha. Cái ngày đầu tiên mà chị bắt gà gia công của em á, chị chỉ hỏi em lựa cho chị cái tốp gà nào đẹp là được, khỏi cần quay. Lứa này là lứa đầu tiên ha, em cảm giác rất là ưng ý luôn. Rồi, ai comment thì alo em ha. Chào anh em.